Nhiệt liệt chào mừng quý đại biểu khách quý, các chị hội viên thanh niên đã về dự chương trình Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Đống Đa lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029 ngày hôm nay. Sau 2 ngày làm việc tích cực, trưa ngày 31 tháng 7, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Đống Đa lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024-2029 đã hoàn thành các nội dung đề ra và tuyên bố bế mạc. Đại hội vinh dự đón đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thành phố Hà Nội, đồng chí Đinh Trường Thọ, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận, lãnh đạo đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo cấp ủy chính quyền các phường, đại diện ban giám hiệu các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận tới dự và động viên ngày hội tuổi trẻ. Đồng chí Nguyễn Đức Tiến bày tỏ mong muốn xây dựng tổ chức hội và lực lượng thanh niên thật sự trở thành đội quân xung kích, dũng cảm, sáng tạo và đội hậu bị vững chắc, tin cậy của Đảng và nhân dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng giai đoạn mới. Chúng tôi đánh giá trong nhiệm kỳ qua thì các hội công đoàn liên chúng ta là toàn diện đa dạng, là thực chất hiệu quả, là sáng tạo đổi mới và tính cách toàn. Cán bộ hội của quận thì giỏi kỹ năng, thạo nghiệp vụ và hiểu thanh niên. Tại đại hội, 155 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 12.000 hội viên, thanh niên từ các cơ sở đoàn, hội đã tiến hành hiệp thương, bầu ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Đống Đa khóa 7, nhiệm kỳ 2024-2029 với số lượng là 37 thành viên. Hiệp thương chọn cử đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 8, gồm 8 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết. Trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, đại hội đã hiệp thương chọn cử 3 phó chủ tịch chuyên trách, 1 phó chủ tịch kiêm nhiệm, 1 ủy viên phụ trách công tác kiểm tra. Với 100% đại biểu tán thành, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, bí thư quận đoàn tiếp tục được tín nhiệm giữ chức chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên quận Đống Đa khóa 7. Đồng chí Đinh Trường Thọ, thành ủy viên, bí thư quận ủy Đống Đa đã định hướng những nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác hội và phong trào thanh niên, phải làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, để thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước ta, thực sự vừa hồng vừa chuyên, như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Có thể thấy rằng với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Liên hiệp Thanh niên quận cùng với vai trò nòng cốt là Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có những đóng góp trong công cuộc xây dựng quận Đống Đa ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững. Thay mặt cho quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, tôi ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, những kết quả của các cấp hội trên địa bàn quận đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Tại đại hội, nhiều cá nhân, tập thể đã được tuyên dương, nhận khen thưởng của Trung ương Hội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa. Đây cũng là động lực để các cá nhân, tập thể tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, sáng tạo, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn, xứng đáng là hạt nhân, là tấm gương sáng của tuổi trẻ Đống Đa. Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Đống Đa, Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết, đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng như báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện đại hội cấp trên, báo cáo kiểm điểm ủy ban hội. Tại đại hội, các đại biểu đã tham gia 5 ý kiến tham luận, thể hiện rõ trách nhiệm của hội viên trong công tác hội và phong trào thanh niên quận. Trong khuôn khổ đại hội, các đại biểu có dịp tham quan triển lãm Thanh niên Đống Đa khởi nghiệp sáng tạo với các mô hình cụ thể đến từ thanh niên khối địa bàn dân cư, thanh niên khối công nhân viên chức như không gian đọc sách, gian hàng quảng bá sản phẩm trà ô cốp và dự án tình nguyện xóa bớt cho em. Với khẩu hiệu hành động đoàn kết, khát vọng, xung kích, sáng tạo, phát triển, đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Đống Đa, đánh dấu sự nỗ lực, thành tựu cơ bản của Tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Đống Đa trong 5 năm qua. Chặng đường trước mắt có nhiều thời cơ và thuận lợi, nhưng cũng không ít những thách thức. Với thắng lợi của Đại hội 7, dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận và Ủy ban Hội thành phố, bằng sự quyết tâm của tuổi trẻ, nhất định chúng ta sẽ vượt qua những thử thách, phát triển tổ chức hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp thanh niên, phát huy sức mạnh mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần xây dựng quận Đống Đa và thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại.